nhìn cái số liệu thống kê này thì các bạn thấy rằng là nếu mà chúng ta không biết cách tìm kiếm chọn lọc coi hoặc là chúng ta có những phương án chọn lọc sai chẳng hạn thì cái xác suất chúng ta có thể tìm được những đồng coi mà tốt hơn bitcoin ở trong cái thời điểm này khi bitcoin đang tăng rất là mạnh thì nó chỉ là 6% mà thôi và đến với kênh Mr. Coin, hôm nay là ngày thứ bảy ngày 8 tháng 4 và mình sẽ quay trở lại với các bạn trong một video để cập nhật với các bạn những cái diễn biến và tin tức quan trọng ở trên thị trường crypto này các bạn nhé. Tuần sau thì chúng ta sẽ có tin CPI cũng như là Thượng Hải update, nâng cấp Thượng Hải của Ethereum. Rất là nhiều thông tin quan trọng, do đó thì mình mong là hôm nay các bạn sẽ dành chút thời gian để theo dõi hết video này. Đầu tiên chúng ta hãy cùng điểm qua diễn biến giá của Bitcoin ở trong thời gian vừa qua. Ở trên khung tuần các bạn thể thấy được rằng là 3 tuần vừa rồi thì giá Bitcoin đi ngang liên tục. Sau cái phát lớn nhất ở trên thị trường crypto thời gian gần đây đó chính là phát của ngân hàng SPB sập và vụ USDC depeg thì Bitcoin đã pump rất là mạnh vào cái tuần uh, giữa tháng 3. Tuần bắt đầu từ 13 tháng 3 và kéo dài tới 19 tháng 3 các bạn thấy một cây nến tăng rất là kinh khủng ở đây. Uh, giá đã pump lên để lấp cái gap hình thành vào thời điểm Tháng 6 năm ngoái sau khi mà chúng ta có vụ uh, quỹ đầu tư Seattle Capital sập và đã khiến cho uh, thị trường giảm và tạo một cái imbalance rất là rõ như thế này Đó các bạn thấy là hiện tại thì Bitcoin nó đang uh, lấp cái vùng uh, gap này và vùng gap thì nó cũng là một cái vùng kháng cự tiềm năng nữa Do đó thì đó là lý do tại sao mà uh, giá vẫn chưa tăng trưởng được qua cái khu vực là khoảng 28-29 ngàn này ở trên cái khung tuần thì cấu trúc hiện tại vẫn đang là một cái cấu trúc tăng Các bạn thấy là giá đã liên tục tạo được những cái đỉnh đáy sau cao hơn đỉnh đáy trước Kể từ đầu năm nay Ở trên khung tháng chúng ta nhìn nến cũng thấy được rằng là nến vẫn rất là bullish Và chúng ta đã vượt qua được một cái khu vực kháng cự quan trọng đầu tiên Đó là khu vực là khoảng 23 cho tới 25 ngàn Và nếu mà cái đà tăng này nó tiếp diễn Thì chúng ta có hai cái khu vực kháng cự tiếp theo Đầu tiên đó chính là cái khu vực uh, imbalance, khu vực gap được khoảng là 32.000 cho tới 37.600 và tiếp theo là khoảng từ 37.000 cho tới 48.000 chúng ta có một cái khu vực order block ở đây. Để mà tìm hiểu về những cái khái niệm như là order block hay là imbalance thì các bạn có thể lên YouTube các bạn có ICT 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 uh, order block. Đó, đó, hoặc là ICT imbalance thì sẽ ra những cái bài giảng của ICT là cái người mà sáng tạo ra trường phái Smart Money Concept để các bạn có thể học về những cái kiến thức này. Trước khi đến phần tiếp theo của video thì mình cũng muốn chia sẻ với các bạn về nhà tài trợ ngày hôm nay cho video đó chính là sàn OKX, một cái đối tác khá lâu dài của cái Mr. Coin và cũng là một trong những cái sàn top ở trên thị trường crypto hiện tại thì OKX đứng thứ hai ở trên thị trường chỉ sau có Binance mà thôi. Thanh khoản đây rất là tốt để các bạn có thể giao dịch cả spot cũng như bạn nào mà trade thì cũng có thể trade future ở trên sàn này khá là ok. OKX thì liên tục có những cái chương trình rất là hay cập nhật ở trong nhóm Telegram của họ là OKX Việt Nam cập nhật thông tin thì các bạn có thể vào đây. Ví dụ hiện tại họ đang có một cái chương trình để mà chào mừng cái việc mới listing cái đồng coin Wi-Fi thì nếu các bạn đã có Wi-Fi ở những cái sàn khác các bạn nạp khoảng 100 đô giá trị Wi-Fi vào OKX thì các bạn sẽ nhận được hoàn tiền là 5 USDT. Và họ cũng liên tục có rất là nhiều chương trình khuyến mãi khác đây để các bạn có thể tham khảo thì uh, hy vọng là các bạn thể ủng hộ uh, OKX và kênh Mr. Coin bằng cách đăng ký bằng cái đường link ở đây. Đó mình có để ở phần mô tả của mỗi video. Về dữ liệu dòng tiền thì chúng ta hãy cùng theo dõi xem hiện tại những cái đồng uh, USD stablecoin có đang chảy vào thị trường hay không. Thì chúng ta có tin không vui là thực ra cái dòng tiền stablecoin đang chảy ra khỏi thị trường. Uh, trong những cái đồng uh, stablecoin có vốn hóa cao nhất mà được sử dụng nhiều nhất thì uh, chúng ta thấy là USDC và BUSD họ đang có cái vốn hóa bị uh, giảm đi uh, rất là nhiều cái nguồn cung của hai cái đồng stablecoin này bị giảm đi BUSD là bởi vì bên Mỹ họ cấm phát hành vào khoảng uh, giữa tháng 2 rồi USDC thì gặp cái biến cố SBB Circle này kia sau đó thì mặc dù là nó vẫn hoạt động đó nhưng mà các bạn thấy là cái nguồn cung USDC vào thị trường thì giảm đi rất là nhiều khả năng là một phần là bởi vì bên Mỹ họ tắt chặt chính sách với cả crypto hơn để nhà đầu tư phương Tây thì họ ít cho tiền vào trong thị trường crypto hơn ở đây thì mình uh, cộng tổng cái vốn hóa của các đồng stablecoin lớn trên thị trường lại thì các bạn thấy là cái vốn hóa này vẫn liên tục giảm kể từ uh, tháng 3, tháng 4 năm ngoái cho tới bây giờ. Đó, mặc dù là cái nguồn cung của USDT và TUSD là đã tăng lên, à, nhưng mà nó không bù lại cái sự sụt giảm được của USDC và BUSD. Điều này thì cũng lý giải tại sao chúng ta chưa có cái mùa altcoin thực sự khi mà à, những cái đồng altcoin thi nhau tăng trưởng x5, x10, đồng altcoin nào cũng tăng. À, thì dẫn tới cái sự phô của mọi người. Đó thì chúng ta vẫn chưa có cái mua Ancoin như vậy. Hôm trước thì mình có thử uh, phân tích lại cái dữ liệu về Ancoin để xem xem là trong cái đợt tăng vừa rồi của Bitcoin, đợt tăng uh, sau cái phát SVB, thì những uh, đồng Ancoin nào tăng trưởng nhiều nhất. Thì mình nhận ra một cái điều rằng là cái suy nghĩ trước đây của chúng ta rằng Ancoin nó sẽ tăng trưởng nhiều hơn so với Bitcoin, thì có vẻ là đã không đúng ở trong cái thời điểm này. Khi mà ở trên Binance thời điểm đó có tới 348 cặp ancoin USDT, nhưng mà chỉ có 22 cặp tương với cả 6% của cái con số 348 này là tăng nhiều hơn so với cả Bitcoin. Đó Bitcoin thời điểm đó tăng là khoảng 38% từ cái mức là khoảng 21.000 cho cái mức khoảng 28 29.000 thì tăng khoảng 38 40%. Đó thì chỉ có đúng 6% số lượng ancoin ở trên sàn Binance là vượt qua con số 40% này mà thôi. Ở trong đó thì không phải những đồng coin nào mà truyền thông họ chia sẻ nhiều là những đồng tăng trưởng nhiều đâu đó chúng ta không thấy trong danh sách này những cái đồng về lsd hay là những cái đồng layer 2 nổi tiếng mà lại là một số những cái đồng mà nó kém nổi tiếng hơn đã pump ở trong cái giai đoạn vừa qua tất nhiên là không phải đồng coin nào ở trong cái số coin này thì cũng là shitcoin vẫn có nhiều đồng vẫn khá là ok đó nhưng mà đồng nghĩa việc là chúng ta sẽ phải mất công nhiều hơn trong việc tìm kiếm được những cái đồng an coi có thể băm khi mà bitcoin có những cú tăng trưởng hoặc là giải pháp đơn giản là chúng ta đánh bitcoin cũng được nhìn cái số liệu thống kê này thì các bạn thấy rằng là nếu mà chúng ta không biết cách tìm kiếm chọn lọc coi hoặc là chúng ta có những phương án chọn lọc sai chẳng hạn thì cái xác suất chúng ta có thể tìm được những đồng coi mà tốt hơn bitcoin ở trong cái thời điểm này khi bitcoin dom đang tăng rất là mạnh thì nó chỉ là 6% mà thôi Sau dù chúng ta có một số những cái phân tích riêng của chúng ta hoặc là có một số những cách phân tích uh, hoặc là một số những cái này kia thì chúng ta cũng không thể tăng cái phần trăm này lên được nhiều đúng ạ hoặc là giải pháp đơn giản là chúng ta có thể chỉ đầu tư bitcoin mà thôi đó thì uh, giả sử chúng ta uh, không biết cách tìm kiếm chọn lọc những đồng an coi để mà tìm những cái đồng tốt hơn thị trường chung thì chúng ta vào bitcoin thì chúng ta cũng đã có thể có cái sự uh, performance nó cao hơn uh, 93,68 phần uh, số lượng cái đồng altcoin còn lại hay những người mà hầu đồng altcoin còn lại rồi đúng không ạ thì đơn giản là đợt này chúng ta gọi là hầu bitcoin uh, cũng rất là ok đúng không ạ hôm qua thứ sáu chúng ta có tin non farm số lượng uh, việc làm phi nông nghiệp được tạo mới ở trong tháng 3 ở mỹ là 236.000 việc làm, thấp hơn so với cả cái mức dự báo của Dow Jones là 238.000 việc làm và cũng thấp hơn so với cả cái số liệu kỳ trước của tháng 2 là 326.000. Tỷ lệ thất nghiệp thì giảm từ 3,6% xuống 3,5%. Mức tăng trưởng lương thì là 0,3% giữa tháng 2 và tháng 3. À, so với cả cùng kỳ năm ngoái là tăng 4,2%. Đây là mức tăng trưởng lương thấp nhất à, kể từ tháng 6 năm 2021. Những cái số liệu này nhìn chung thì à, giống với cả kỳ vọng của các anh chuyên gia và cho thấy rằng là thị trường lao động Mỹ đang nguội dần, đang chuyển từ trạng thái rất là nóng sang trạng thái nguội dần khi mà à, nhu cầu về lao động của các doanh nghiệp là đã được đáp ứng nhiều hơn và có thể là vì một số những khó khăn về tài chính sau khi Fed nâng lãi suất liên tục ở trong thời gian vừa qua, đó thì đã khiến cho một số doanh nghiệp họ ít tuyển dụng hơn. Hiện tại kỳ vọng của những traders ở trên thị trường thì cho rằng là Fed sẽ chỉ nâng lãi suất nốt một cái lần cuối vào cái cuộc họp FOMC đầu tháng năm tới. đó Sau đó thì sẽ tạm dừng cái chu kỳ nâng lãi suất này. Tuy nhiên thì mình nghĩ là chúng ta sẽ cần phải quan sát thêm cái số liệu về lạm phát CPI và PC ở trong tháng này đã trước khi mà chúng ta cảm thấy chắc chắn hơn về cái nhận định này của các traders chúng ta sẽ có cái số liệu CPI vào lúc 7 giờ 30 tối thứ tư tuần sau là ngày 12 tháng 4 số liệu lạm phát PC thì sẽ có vào cuối tháng vào ngày thứ sáu cuối cùng là 28 tháng 4 cũng vào lúc 7 giờ 30 tối luôn lạm phát thì nhìn chung vẫn đang ở trong cái trend giảm liên tục cả CPI cũng như là PCE. Tuy nhiên thì PC vẫn cao hơn so với cả cái target 2% của Fed khá khá. Nếu tuần sau tin lạm phát tốt thì khả năng cái kỳ vọng về việc Fed sẽ nâng lãi suất lần cuối vào tháng 5 đó sẽ cao hơn. Đó, thị trường sẽ tin kịch bản này hơn và sẽ lạc quan hơn. Kịch bản tươi sáng nhất bây giờ là tới tháng 5, Fed sẽ công bố là nâng lãi suất 0,5% và công bố luôn là đây là lần cuối cùng nâng lãi suất. Sau đó thì họ sẽ ngừng nâng lãi suất một thời gian đúng không ạ để xem kinh tế như thế nào thì mình nghĩ là mặc dù họ không nâng lãi suất nữa thì khả năng kinh tế nó vẫn sẽ chậm lại và lạm phát nó sẽ có thể giảm xuống được tại vì thực ra cái mức 4,75% đến 5% lãi suất nó mức khá là cao các doanh nghiệp họ vẫn sẽ phải trả cái lãi cao mỗi tháng thì đây nó lại là một cái tin tốt với cả các thị trường đầu cơ tài chính khi mà các thị trường biết rằng là Fed sẽ 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 không thắt chặt nữa và kỳ vọng là, là khả năng là Fed sẽ tiến gần hơn tới QE tới việc bơm tiền đúng không ạ. Mặc dù vậy thì chúng ta cũng nhớ cái câu nói mọi người hay chia sẻ ở trên thị trường đó là à, mua tin đồn và bán tin tức. Nếu mà đầu tháng năm này tin tốt như là kỳ vọng thì thực ra đó là một cái tin tức tốt. Nếu mà đầu tháng năm tới mà tin tức nó tốt như là kỳ vọng Fed công bố là sẽ nâng lãi suất lần cuối lãi trước khi họ ngừng lại đó thì uh, chúng ta cũng cần phải lưu ý rằng là giá nó đã tăng từ đầu năm 2023 rồi chứng tỏ là các cái đội lái họ đã kỳ vọng về cái sự kiện này từ rất lâu rồi và cái thời điểm tháng năm tới mà ra tin tốt thì đó sẽ là thời điểm mà họ có thể có được cái sự phô mô của mọi người mọi người lúc đó mọi người sẽ tin rằng là à bây giờ là phép ngừng lãi suất rồi chúng ta sẽ bắt đầu có một cái chu kỳ tăng mới của thị trường, mọi người sẽ vào mọi người mua, đó thì đó lúc mà có thể là những cái đội lái họ sẽ xả bớt ra, thì chúng ta cũng uh, cần phải cẩn thận với tin này, à, những cái bạn nào mà theo dõi kênh Mr. Coin thì các bạn cũng biết rằng là cá nhân mình cũng tin tưởng là trong năm nay là có một cái mini uptrend, mình đã chia sẻ này rất là nhiều, thậm chí là từ giữa năm ngoái, từ giữa năm ngoái các bạn xem lại video trên kênh Mr. Coin thì mình đã chia sẻ về kịch bản cho đầu năm nay rồi, tất nhiên là luôn luôn có rủi ro thôi chúng ta cũng không thể nào mà chắc được 100% được. và như là bạn nào mà đã chấp nhận cái rủi ro mà nó vào thì uh, chúng ta vào những cái đồng coin uh, mang yếu tố cơ bản tốt đúng không ạ? ví dụ như bitcoin chẳng hạn hoặc là ethereum thì mình nghĩ là cái thời điểm tháng năm tới mà tin tốt thì sẽ là thời điểm mà chúng ta có thể là chốt dần ra là hợp lý. có thể sau đó giá nó còn tăng, có thể tăng khoảng 1-2 tuần thậm chí là một tháng sau đó để tiếp tục và tạo sự phô mô cho mọi người. đó nhưng mà khi mà cái tin tốt nó, chúng ta kỳ vọng nhất là tin mà Fed họ ngừng nâng lãi suất ra đó thì đó là cái lúc mà à, chúng ta có thể chốt à, dần. Còn à, khả năng à, sau khi mà Bitcoin à, đạt đỉnh của một cái sóng tăng thì các bạn thấy là thường là sau đó altcoin nó bắt đầu nó, nó mới pump thì nó sẽ có những cái trend uh, keyword, formal về altcoin ví dụ như trend NFT, trend metaverse hoặc là nhiều những cái trend khác người ta sẽ nghĩ ra rất là nhiều trend tại vì lúc đó cái dòng tiền bên ngoài bắt đầu vào đó dòng tiền bên ngoài thì mình thấy là thường sẽ vào khá là muộn thậm chí là vào muộn từ 6 tháng tới một năm thực sự là như vậy kể cả những người bạn đã biết về thị trường crypto nhưng mà trải qua một cái mùa đi rồi họ làm công việc của họ rồi họ không quan tâm thì thường là mình cảm thấy là họ sẽ vào muộn từ 6 tháng cho tới một năm giai đoạn tăng hiện tại của thị trường rất là nhiều người vẫn nghĩ rằng đây là một cái giai đoạn tăng vô lý tăng nhảm nhí đúng không ạ và mọi người vẫn nghi ngờ cái đà tăng này nhưng mà thực ra chúng ta sâu chuỗi lại thấy rằng là nó tăng nó có lý do của nó, nó tăng tới một cái đoạn nào đó để mà nó bán được ở mức giá cao cho mọi người. Và trước đó thì vẫn sẽ có những cái trend altcoin, formo, FOMO. Các bạn có thể dành một ít uh, stable coin, sau khi các bạn đã chốt những cái đồng coin cơ bản tốt ra để mà có thể là trade những cái trend FOMO này. Đó nhưng mà lúc đó thì chúng ta cũng uh, bắt đầu uh, gọi là cẩn thận cho cái kích bản tiếp theo là sẽ có một cái phát gì đó để mà chúng ta chuẩn bị cho những cái vòng lọc tiếp theo của thị trường. Sau tháng 5 hay tới tháng 7 chúng ta sẽ có một sự kiện khá quan trọng là việc uh, phép triển khai mạng lưới thanh toán FedNow của mình. Thiếu đơn giản thì mạng lưới này sẽ kết nối những ngân hàng và những cái định chế tài chính khác uh, mà cung cấp dịch vụ gửi tiền và thanh toán ở Mỹ lại với nhau. Khi các bạn thực hiện một cái giao dịch ở trên cái ứng dụng uh, ngân hàng của bạn ở bên Mỹ thì giao dịch này sẽ được gửi lên FedNow và sẽ được uh, hoàn thành ở trên này. Nhìn chung đây là một cái cố gắng của Fed để mà tập trung hóa hơn cái hệ thống tài chính của Mỹ. Lúc này thì gần như là mọi giao dịch của mọi người thì sẽ đều có trung gian là Fed. Mình không biết hệ thống này có giống với hệ thống Napas của chúng ta đang sử dụng ở Việt Nam hay không, nhưng mà nghe thì mình cảm giác khá là tương đồng. Đó. Cái này thì nhìn chung thì cũng rất là tiện khi mọi người thực hiện thanh toán. Nó sẽ nhanh chóng hơn. À, tuy nhiên thì có một số ý kiến cho rằng à, fed có thể kiểm soát được à, mọi giao dịch của người dân với cả cái hệ thống này thì sẽ làm mất đi cái quyền riêng tư của mọi người là một và thứ hai là có những người nghĩ rằng đây có thể là cái bước tiếp theo trong cái âm mưu muốn cấm bitcoin của fed bước đầu tiên thì có thể là việc họ sẽ tác động để khiến cho nguồn tiền vào thị trường crypto giảm đi rất là nhiều như là chúng ta thấy ở trong cái thời gian vừa qua Đó, có bước, và bước thứ hai là họ sẽ làm ra những cái dịch vụ cạnh tranh trực tiếp với cả bitcoin Xong tuần chúng ta sẽ có một thông tin uh, quan trọng là cái việc uh, nâng cấp thượng hải của Ethereum. Uh, dự kiến thì sự kiện này sẽ diễn ra vào uh, cùng ngày công bố CPI luôn là vào ngày uh, 12 thứ tư tới. À, nhưng mà thời điểm thì nó sẽ muộn hơn mấy tiếng, sẽ rơi vào khoảng uh, 5 6 giờ sáng giờ Việt Nam ngày uh, 13 đúng không ạ? Tại vì Việt Nam của chúng ta thì giờ nó khác so với cả bên Mỹ. Bên Mỹ thì nó là sẽ vào cái thời điểm ngày 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 12 luôn, chúng ta sẽ bị lệch sang ngày 13. Sự kiện này thì sẽ cho phép những ai mà stake uh, ETH vào Beacon Chain có thể uh, bắt đầu được uh, rút uh, ETH của họ ra. Hiện tại cái lượng uh, Ethereum được uh, stake ở trên Beacon Chain là khoảng uh, 18 triệu uh, đồng ETH trị giá khoảng 33 tỷ USD. Tuy nhiên Ethereum Foundation thì chỉ cho phép uh, rút tối đa là uh, 115 1.200 ETH mỗi ngày mà thôi. Sự kiện này sẽ có tác động gì lên thị trường? Đối với ETH thì mình nghĩ khả năng là sẽ có cái lực bán nhiều hơn khi một phần trong số ETH holder này chọn là cash out. Đó, khi mà giá ETH cũng đang ở trong cái trend khá là mạnh đúng không ạ? Thì có thể là một số holder là sẽ rút được ETH ra và họ sẽ cash out. Khi cash out khỏi ETH thì khả năng là họ sẽ dùng cái lượng tiền này để đầu tư tái phân bổ xa những cái đồng coi khác ở trên thị trường có thể là động lực tăng cho một số những cái đồng coi khác các bạn lưu ý là những cái đồng coi này thì khả năng sẽ phải là những đồng coi có yếu tố cơ bản tốt tại vì cái đội mà hầu eth lâu dài như vậy và stack lâu dài như vậy chắc chắn là họ sẽ đầu tư về mặt cơ bản rồi đó thì các bạn sẽ cần phải phân tích cơ bản một chút tất nhiên là sẽ có một cái bộ phận uh, rút tiền uh, rút cái lượng tiền này hoàn toàn khỏi thị trường crypto nhưng mà nhìn chung thì mình nghĩ sự kiện này nó sẽ sẽ mở khóa một cái lượng uh, thanh khoản khá khá ra thị trường. Hiện tại thực ra những cái giải pháp liquid staking cho Ethereum cũng cung cấp cho mọi người thanh khoản rồi, tại vì mọi người có thể có cái đồng stake ETH đúng không ạ? Ví dụ như Lido là stETH thì mọi người có thể đổi STETH này ra những cái đồng coin khác. Thì uh, cũng có thanh khoản uh, sinh ra từ những cái nền tảng liquid staking này rồi đó, Nhưng mà uh, cộng tổng lượng ETH đang được stake ở trong những cái nền tảng liquid staking này lại Thì nó không bằng 18 triệu ETH đang được stake ở trong beacon trên Nên vẫn có một cái lượng uh, bị khóa hoàn toàn đó Thì khi mà mở khóa ra thì đây sẽ là một cái lượng uh, thanh khoản cho thị trường Khá là ok đúng không ạ? Mình nghĩ là cũng phải lên tới vài tỷ đô đấy Đó nên, việc các cái đồng coin được pump lên trước và sau cái sự kiện này để đón thanh khoản là một cái điều chúng ta có thể hiểu được đúng không ạ nếu mà có cái sự pump xảy ra có một điều mình nhận ra được rằng là cái trend liquid staking nó thực ra là có cái tính hữu dụng hơn khi mà eth được stack thì cái vấn đề là eth nó được stack ở trong beacon chain rất là lâu và mọi người sẽ cần sử dụng liquid staking protocol để mọi người vừa stack để eth vừa có cái thanh khoản có thể mang steth đi để làm thế chấp buy stable coin đi trade này kia chẳng hạn thì khi mà chưa có thượng hải update thì cái trend liquid staking nó thực sự là cần thiết cần hữu dụng đúng không ạ rất là hữu dụng nhưng mà bây giờ mọi người đều có thể rút được eth tới ethereum rồi thì chắc chắn là cái sự hữu dụng của những cái nền tảng này nó sẽ giảm đi ít nhiều và tất nhiên là họ vẫn sẽ dùng thôi nhưng mà nó sẽ giảm đi ít nhiều tại vì cái vấn đề chính mà những nền tảng này giải quyết là cái vấn đề mà không rút được ETH ra khỏi bị cần trên bây giờ bị cần trên ta rút ETH rồi thì các bạn hiểu được rồi đấy đúng không ạ? À, nên là cái trend về liquid staking ở thời điểm này nói trend mang tính keyword nhiều hơn còn về cơ bản mà nói thì nó có vấn đề các bạn. Nói về thanh khoản thì các bạn cũng có thể thấy được rằng là bên Mỹ họ kiềm chế thanh khoản của thị trường như nào đúng không ạ và họ ảnh hưởng đến thị trường crypto như nào thì đối lập với bên Mỹ thì là bên Trung Quốc họ lại đang thân thiện hơn với cả crypto ít nhất là ở trong thời điểm hiện tại nên là cũng có một số những cái yếu tố để giúp cho những đồng gọi là China Coin những cái đồng coin của những cái dự án mà phát triển từ Trung Quốc mà ra và có thể là tận dụng được những cái chính sách tốt hơn của Trung Quốc để mà phục vụ uh, những cái đối tượng người của Trung Quốc chẳng hạn thì có những lý do để những cái đồng coin này nó bong lên đó thì một trong những đồng coin dẫn đầu ở trong trend China Coin là cái đồng CX uh, của dự án Coin Flux đó thì gần đây chúng ta có cái tin là cái dự án Coinflux này đã đề xuất lên Uniswap Governance đúng không ạ cái cơ chế quản trị của của Uniswap là hãy triển khai Uniswap ở trên Coinflux có một số những cái lý do mà dự án này đưa ra thì dự án này được cho là một trong những cái dự án cấp tố duy nhất được cấp phép chính thức ở Trung Quốc rồi họ có những quan hệ với cả chính phủ của Trung Quốc họ hợp tác được uh, với cả hai cái doanh nghiệp rất lớn của Trung Quốc đầu tiên là cái mạng xã hội uh, Little Red Book, uh, Little Red Book dịch ra tiếng Việt là Tiểu Hồng Thư, đúng không ạ? Mạng xã hội Tiểu Hồng Thư. Đó thì đây là một cái phiên bản của Instagram ở bên Trung Quốc nhưng mà thiên về thương mại điện tử và với sự thành công của TikTok thì các bạn cũng cũng có thể hiểu được rằng là người Trung Quốc họ cũng rất là giỏi uh, trong việc họ làm những nền tảng mạng xã hội, đúng không ạ? Rồi làm về thương mại điện tử họ họ rất là giỏi. Đó thì um, đây là cái mạng à, xã hội rất là lớn ở Trung Quốc với cái số lượng người dùng là lên tới ở um, đây là lên tới khoảng 200 triệu người dùng, nó hơn 200 triệu người dùng. Thì Coinflux đã hợp tác được với cả Tiểu Hồng Thư để mà người ta có cái NFT dành cho những người dùng của Tiểu Hồng Thư. Đó. Rồi họ còn hợp tác được với cả cái công ty là China Telecom đúng không ạ? Cái công ty viễn thông rất là lớn ở bên Trung Quốc, lớn thứ hai. Ấy. 360 triệu người dùng thì họ sẽ hợp tác với cả cái đội này để mà làm blockchain SIM card đó, Thẻ SIM blockchain thì các bạn hiểu đơn giản đó là một cái uh, ví lạnh nó Bình thường là cái ví lạnh nó là cái USB đúng không ạ Chúng ta có USB của Ledger này kia đúng không? Chúng ta sẽ, sẽ Chữ uh, private key của chúng ta vào trong cái Ledger USB đó. đó Thì bây giờ người ta nghĩ rằng là bây giờ Đi đâu cũng cầm theo một cái USB đấy thì nó rất là bất tiện Đó thì Cái công nghệ của Coinflux là họ hợp tác với cả China Telecom để mà họ phát triển ra một cái ví lạnh ở trong cái thẻ SIM luôn. Đó thì với cả một cái công nghệ như này thì họ hy vọng là sẽ giúp cho cái việc triển khai công nghệ crypto và blockchain nó được rộng rãi hơn ở đất nước ở Trung Quốc. Họ hợp tác được với hai cái tên tuổi rất lớn ở Trung Quốc rồi họ có cái sự backup của của chính quyền Trung Quốc nữa nên đây thực sự là một cái dự án dẫn đầu của cái trend china coin à, tuy nhiên thì khi mà họ muốn triển khai uniswap ở trên cái nền tảng của họ xin phép cộng đồng thì ngay lập tức có một cái ý kiến khá là tiêu cực nói rằng là đây là một blockchain được kiểm soát bởi chính quyền trung quốc và đa phần đội đép thì làm việc ở văn phòng ở thượng hải ở đại lục thì nó sẽ đi ngược với cả cái tinh thần phi tập trung của uniswap à, nên là chúng ta cũng cũng không biết được rằng là liệu Uniswap có đồng ý để mà triển khai ở trên um, ở trên cái nền tảng Coinflux này không nhưng mình nghĩ đây cũng là một cái dự án mà các bạn có thể follow bây giờ thì hệ sinh thái của dự án thì cũng cũng chưa có gì đâu đúng không ạ về DeFi thì total value lock cũng rất là thấp chỉ có khoảng 30 triệu đô la mà thôi đó nhưng mà nhìn chung thì cũng có cái sự uh, tăng trưởng đúng không ạ tăng trưởng từ đầu năm nay mức là khoảng 4 triệu đô hiện tại lên 28 triệu là cũng tăng khoảng 7-8 lần rồi đó và các bạn thấy trend tăng về về TVL nó cũng khá là rõ rệt đó cũng bắt đầu có một số những cái dự án triển khai về DeFi ở trên này rồi đó họ chúng ta có Flux Protocol là đã triển khai từ những cái nền tảng khác như là à, như là Polygon như là OKX BSC đúng không ạ và bắt đầu triển khai ở trên ở trên CFX đó. Ok, cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh Mr. Coin ngày hôm nay và chúc các bạn có một ngày nghỉ bên gia đình và người thân thật là thật là vui vẻ, thật là thư giãn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau.